Xin kính chào quý khán giả của đài IBC. Trong chương trình dòng chính của tuần này do Thu Hà và chị Tuệ Anh phụ trách. Hôm nay chị Tuệ Anh không có đây, nhưng mà Thu Hà trước nhất xin kính chúc các quý vị một ngày thật an lành và thật hạnh phúc bên gia đình. Và trong phòng thu hình chúng tôi tuần này, chúng tôi rất hân hạnh mời được một người khách mà cũng khá quen thuộc với khán giả của đài IBC, vì cô đã đến chương trình với những sinh hoạt rất hữu ích cho cộng đồng của chúng ta. Đó là cô Hồng Alex Van, hiện là đương kim nghị viên của thành phố Stanton. Thu Hà xin chào, kính chào Hồng. Dạ, Hồng Alex Van xin kính chào chị Thu Hà và xin kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Dạ vâng, một chút về Hồng Alex Van. Hồng đắc cử vào chức, không phải đắc cử mà lần đầu tiên được được chỉ định làm nghị viên cho thành phố Stanton, là và một trong những người nữ nghị viên trẻ Việt Nam đầu tiên của thành phố Stanton, hình như là năm 2019 phải không? Dạ, yeah, thưa chị Thu Hà và thưa quý khán giả, Hồng là được bổ nhiệm vào chức vụ nghị viên của thành phố Stanton vào năm 2019. Lúc đó Hồng là người gốc Việt đầu tiên và cũng là người người phụ nữ cũng tự da màu. Da màu, dạ đúng rồi, người phụ nữ da màu duy nhất của trong thành phố mình. Dạ vâng, làm được chức vụ nghị viên. Dạ vâng, thì đó lúc đó bổ nhiệm và sau 2 năm sau đó thì là năm sau đúng rồi, năm 2020 là được phải là tranh cử. Dạ. Tranh cử chính thức, và bây giờ thì quay lại 4 năm rồi thì cũng rồi. Cũng sắp sửa là coi hết nhiệm kỳ thứ nhì và chuẩn bị là tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng mà bây giờ một chút về thành phố Stanton, có lại kính thưa quý khán giả, thành phố Stanton là một thành phố mà hiện tại trong 34 thành phố quận cam, có lẽ thành phố Stanton là một thành phố phát triển mạnh nhất về xây cất, coi như qua mặt Grand Grove cách đây vài năm. Quý vị biết là cái hình như là cái chu với cái diện tích của thành phố Stanton, có thể cho Hồng có thể chia sẻ khán giả là cái diện tích nó như thế nào và nó bắt đầu từ đường nào không? Dạ, thưa chị Thu Hà và thưa quý khán giả, thành phố Stanton mình thì là khoảng 3 dặm vuông, kêu là 3 square miles. Phía nam là đường Garden Grove, mà cái đường chính của thành phố Stanton là cái đường Beach Boulevard, là một trong những đường lớn của thành phố mình. Và cái phía bắc là thành phố mình là nó qua đường Cerritos một tí, giữa Cerritos và Ball là phía bắc của thành phố mình. Thành thế thành phố mình cũng tương đối nhỏ, nhất là so sánh với những thành phố lớn như là Anaheim hoặc Garden Grove bên lên cạnh. Cho mới hỏi hồi nãy tôi nói là Hồng nói là 3 quarter miles. 3 square miles. 3 dặm vuông. 3 square miles. Yeah, okay. Rất là nhỏ. Dạ vâng. Và như vậy là thành phố rất nhỏ và hiện tại dân số cũng tương đối đông. Dạ. Thưa chị Thu Hà, thành phố mình là gần 40.000 dân. Thành thử so với những thành phố khác là ngoài trừ thành phố Santa Ana là cái tôi kêu là density, là thành phố coi như là chật đúng rồi, đông nhất là tất nhiên là Santa Ana, so với cái diện tích là cái dân số đông nhất là Santa Ana, rồi sau đó là Stanton. Thành phố Stanton tuy rằng là một thành phố rất là nhỏ mà dân số cũng khá đông, kêu là đất chật người đông đúng vậy. Nó mà nói chữa là mình xây lên đất chật mà người đông, thì giờ bây giờ xây cất là phải xây lên chứ không xây ngang nữa, mà chỉ có xây lên càng ngày càng cao tầng hơn. Và người Việt Nam mình thì không bao nhiêu phần trăm hả? Dạ, thưa chị Thu Hà và thưa quý khán giả, thành phố mình là có 20-30% người gốc Á Châu, trong đó đa số là người Việt Nam. Vậy như vậy là tính theo con số bao nhiêu? Thì cũng gần 10.000 dân. Người 10.000 dân trên cái con số mà gần 40.000 dân. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Khi mà chúng ta nói tới số lượng mà người Mỹ gốc Việt chúng ta sinh sống tại thành phố Stanton thì có như gần 10.000 dân, nhưng mà có lẽ là Thu Hà thấy trong 5 năm qua, từ 2019 cho tới bây giờ, khi mà chúng ta có một người nghị viên đầu tiên gốc Việt thì có những cái sinh hoạt cũng khá là nhiều, và có những cái sinh hoạt chia sẻ với cộng đồng chúng ta rất là nhiều. Thì bây giờ hôm nay hân hạnh mời Hồng đến, thì trong mùa hè bây giờ bắt đầu hết mùa hè rồi, thì bây giờ các em học sinh bắt đầu trở lại học, thì thành phố Stanton có những cái sinh hoạt gì mà Hồng thấy là có thể chia sẻ với đồng hương của chúng ta? Dạ, thưa chị Thu Hà và thưa quý khán giả, thành phố mình thì có rất là nhiều hoạt động. Tuy rằng mình là một thành phố rất là nhỏ mà mình cũng rất là cố gắng phục vụ cho dân. Thành thử hiện tại là thành phố mình nó có một cái FRC, tiếng Anh kêu là Family Resource Center, là một cái trung tâm để mà hỗ trợ gia đình. Thành phố mình cũng đang chuẩn bị là một cái open house cho cái FRC đó. Thành thử mình cũng mời tất cả mọi người, nếu rảnh thì ngày đó có thể đến tham dự. Trong cái bữa open house này á, là hình như tiếng Việt kêu là mở
tức là mà, giống như là mình mời mọi người đến, đúng để mà mọi người đến mà hiểu biết nhiều về những cái dịch vụ của cái trung tâm hỗ trợ gia đình đó. Thì cái đó là ngày 13 tháng 9 là ngày thứ sáu, từ 5:30 chiều đến 7:30 chiều. Mà trong cái FRC này á, là có rất là nhiều dịch vụ mà toàn là miễn phí hết. Họ có dịch vụ chăm sóc trẻ em sau giờ học, có dịch vụ ăn trưa ăn tối toàn là miễn phí, và cũng có rất là nhiều dịch vụ như là Kids Night Out, là thông thường đó là chiều thứ sáu á, mình có thể gửi con của mình đến FRC, rồi họ sẽ có rất là nhiều hoạt động mà hữu ích cho các con, và cũng cho nó ăn tối nữa, từ thông thường là từ 6:30 tối đến 9:00 tối. Thông thường phụ huynh thì cũng rất là bận rộn, ít khi có cơ hội có một cái thời gian riêng cho mình. Thành thử cái thời gian đó mình có thể gửi con em mình đi rồi. Nhớ là tối thứ sáu nữa. Đúng rồi, tối thứ sáu. Phụ huynh có thể có một cái date night. Con gái thì đi tới FRC rất là vui vẻ cho mọi người. Và cái này được hết nha. Dạ, nhưng mà bây giờ là chỉ dành cho cư dân Stanton hay là thì ra các ai cũng khác có thể đăng ký hết. Dạ. Thôi để tôi hỏi em cho. Đúng rồi đó. Và họ cũng có nhiều dịch vụ như là về sức khỏe tâm lý, họ có tư vấn miễn phí. Nếu mà mình mà có những trẻ em á, như là mấy con dại mà cần tả em bé thì họ cũng có tả miễn phí, mình có thể đến xin. Vâng. Hoặc là nếu mà mình cần thực phẩm gì đó cũng có thể đến, có cái miễn là mình cần bất cứ cái gì cứ tới FRC là họ có thể hút giúp mình. FRC một lần nữa là viết tắt cho Family Resource Center, tức là một cái trung tâm hỗ trợ gia đình. Đúng rồi. Hỗ trợ gia đình mà tất cả những cái sinh hoạt, không phải sinh hoạt mà những cái chương trình hỗ trợ rất là hữu ích và hoàn toàn miễn phí. Mà hồi nãy Hồng chia sẻ, có lẽ một hồi sẽ nhờ ban kỹ thuật đưa lên cái flyer của các trung tâm đó. Và các trung tâm đó đều ngày 13 tháng 9 sẽ là cái buổi ra mắt với lại cư dân. Nhưng mà khi mà chúng ta nói cư dân thì tất cả cư dân nhiều thành phố chứ không phải là một đúng thành rồi. Phố đúng không? Nhưng mà có cái số lượng giới hạn ghi danh mấy cái này không? Dạ không, cái này là không cần ghi danh luôn, mình cứ đến. Mấy cái đến buổi ra mắt thôi, nhưng mà những cái dịch vụ khi dịch mà vụ, mình... dịch vụ là mình đến mình đăng ký mà mình không cần là phải là ở Stanton để mà sử dụng những cái dịch vụ đó, ai cũng có thể đến để mà đăng ký miễn phí. Rồi vậy khi mà ghi danh những cái đó, những cái dịch vụ mà giữ trẻ thì ví dụ như tối thứ sáu giữ trẻ thì có những cái giới hạn bao nhiêu trẻ không? Thông thường là nó là first come first serve. Thì ra Hồng cũng hay gửi con của Hồng lắm, là nó khoảng 20 đến 25 em. Mà kỳ đó Hồng nhớ Hồng đang còn waiting list thứ 10 mà Hồng vẫn gọi mình mời mình đến, để tuy rằng nếu mình không có đăng ký được mình cứ vô trong cái waiting list, rồi Hồng nghĩ rằng cũng sẽ có cơ hội để mà tham gia. Dạ vâng. Thật ra cái ghi danh những cái chương trình này, nhất là giữ trẻ miễn phí vào tối chiều thứ sáu đó, thì cũng rất là hữu ích, là tại vì nhiều lúc đó, kính thưa quý vị, giữ trẻ không phải là chỉ có thời gian riêng tư, bố mẹ có thời gian riêng tư, nhưng mà có các em cũng có giúp ích cho các em khi mà các em đến chơi với những người bạn bè cùng lứa tuổi để giúp cho các em có một cái khả năng về giống như là thân thiện, kết bạn thân thiện, hay là những cái khả năng mà tiếp cận với lại bên ngoài nhiều hơn là trong gia đình, đúng không? Thì rất hay. Bởi vì chúng ta cũng có một cái chương trình đó, hình như là Hồng có thể để coi trong cái dịch vụ FRC đó, thì cái địa điểm có thể nhắc cái địa điểm chỗ nào không? Dạ được, thưa chị Thư Hòa và thưa quý khán giả, trung tâm hỗ trợ gia đình của thành phố mình FRC tọa lạc tại 11822 Santa Paula Street. Cái này là trên đường Beach Boulevard, giữa đường Orangewood và Chapman Avenue. Oh, okay. Là nó trong cái xóm đó, là nó rất là gần đường Beach Boulevard. Thử mình cố gắng đến sớm một tí tại vì đầu xe cũng hơi khó. Mà là địa chỉ là 11822 Santa Paula Street. Vậy coi như là nó nằm giữa đường Orangewood và đường Chapman. Đúng rồi. Thì cũng là rất là song với đường Beach. Dạ. Là rất là gần với lại khu lưu sở. Đúng rồi. Của chúng ta. Thì chúng ta bây giờ cũng vừa hết phần 1, thì xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh. Chúng ta sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.